Các bác nhá. Đấy, X3 Pro xứng đáng là bi gầm quốc dân các bác ạ. Tại sao em nói như vậy? Vì đây là dòng bi mà có công suất lớn nhất trên thị trường hiện nay. Với công suất cốt là 40W nhưng pha lên tới 55W. Và pha có phần trợ sáng riêng các bác nhá. Pha có phần trợ sáng giả lập laser rất là sáng luôn. Đây các bác. Đấy. Các bác nhìn đây, caramel gần đây. Đấy, các bác nhìn đây. Đấy, giả lập trợ sáng laser riêng. Đấy, X3 Pro nhiệt độ màu 4300. Rất là sáng luôn. Thì hôm nay bị em lắp đặt trên chiếc xe Vios. Vios đời 2014-2015 thì đó, đó mà dòng Vios đời sâu rồi. Thì khi nắp bộ này xuống bi gầm ấy thì nguyên bản của nó là bi gầm halogen. Đấy, bi gầm halogen. Đấy, các bác nhìn đây. Đấy, bóng sợi đốt. Nguyên từ đầu luôn. Đấy, nên là nó không sáng mà không đem lại hiệu quả cho chúng ta khi mà tham gia giao thông ở cái dòng đèn gầm này. Thì bác chủ xe đã nâng cấp một cặp đèn gầm đó là X3 Pro này với nhiệt độ màu 4300 cho ánh sáng là nó hơi ngả vàng và rất là bám đường các bác nhá. Đấy thì các bác cùng xem công đoạn mà bên em các kỹ thuật viên đang tiến hành lắp đặt như zin và ánh sáng chiếu lên bảng bên em đang căn. Các bác nhìn ở trên bảng này rất là sáng. Đây là mặt cắt chiếu xuống này. Đấy, rất là thấp thôi, không hề gây chói mắt cho người đi đường. Bên em sử dụng máy laser để căn chỉnh độ cao của đèn từ mặt đất lên tới vị trí tâm đèn thì tương ứng với độ cao từ dưới này lên ánh sáng mặt cắt này. Đấy, chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm. Đèn này có hai chế độ pha và chế độ cốt. Đây là chế độ cốt thì em sẽ cho các bác xem cả chế độ pha khi mà bên em hoàn thiện sản phẩm như thế nào các bác nhá. Đấy, đây là bên em đã căn chỉnh hoàn thiện của bộ X3 Pro nhá. Mặt cắt ngang cái trục laser này nên các bác hoàn toàn yên tâm là sẽ không gây chói mắt cho người đi đối diện. Đây là chế độ cốt, chế độ chiếu gần, chiếu xa thì chúng ta sẽ bật pha, đá pha nào. Đá pha thì sẽ có hai tâm laser giả lập pha. Đấy các bác nhìn thấy chưa, rất là sáng luôn. Đấy, khi ở chế độ pha thì chắc chắn là sẽ chói mắt đi người đi đối diện rồi. Còn ở chế độ cốt thì các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, các bác quan tâm đến sản phẩm X3 Pro, vui lòng bình luận bên dưới. Team Auto 35 Mỹ Đình sẽ liên hệ để tư vấn. Em xin kính chào các bác ạ.